Wow, tuyệt vời. Xin chào tất cả anh em đến kênh Ngự Bình Vlog. Thì hôm nay mình sẽ quay mang đến cho anh em một chiếc cáp. Cáp này độ mình thấy cũng độ khá dữ nha anh em. Chuẩn bị lên pin luôn nha. Nhưng mà giờ chưa lên pin anh đang đặt anh em. Bây giờ chạy bình trước nha. Combo này hơi bị dữ luôn á. Đây. Cáp của em là cáp A mấy ta? A3 đúng không ta? A2. A2 anh em. Một chiếc cáp A2. Đây mình quay một vòng cho anh em mình xem nè. Đó. Lên dàn đầu. Dàn đầu của chiếc cáp này được độ ốc anh em. Chủ xe cho Phan ở đây 3 lỗ nha. Thì em chủ xe nói là nhà còn dư nhiều ốc đúng không ạ? Đúng rồi. Chủ xe nha anh em. Nhiều ốc quá. Mấy em là chạy một chiếc xe đa với chiếc xe máy. Dư nhà dư chiếc xe... nhiều ốc quá, chiếc xe hồi gắn vô vỏ. À, xe điện, một chiếc điện, chiếc xe chiếc quay màu đỏ này nè, một chiếc xe máy nha. Đó. Cáp. Em này phan 3 lỗ gắn 3 ốc xe giá đây nha. Đây. Mình mốt mình nghĩ chắc có phải em nó gắn thêm đây 3 lỗ anh em. Rồi gắn thêm 1-3 lỗ thành cái miệng lên nè. Dữ luôn á. Mình thấy ốc Titan với ốc xe da khá nhiều anh em. Xe này thì đang được đi 7 bình. Không quay đầu giống vô đâu. 7 bình 22A. 7 bình 22AH anh em. Đó. Mình trước thì được em mới dán lại cái xe cho không gì này nè. Dán lại anh em. Nài em thấy chắc cũng hơi tới giống anh em á. Anh em coi nè, tới hắn rồi chạy thấy nài hơi dữ rồi đó. Chắc ở nhà cũng luyện tập giống nha anh em. Đầu đèn em này thì chơi trong suốt nha anh em. Tháo mặt là cái mặt đèn trước kìa nha. Rồi còn dàn chân. Dàn chân thì mới là cái bánh nè. Đâu cái bánh là đem quay cho anh em mình xem cái bánh luôn nè. Thì em này mới mua một cái bánh căm luôn anh em, về lên luôn nha. Đây, quay cho anh em mình xem bánh căm luôn. Tuyệt vời chưa? Thì em này chưa gắn kẹp nha anh em, bây giờ mới về nhà rồi mới gắn nha. Đó, một quả bánh căm. Niềm 14, 6 xe dây quại ta. Dây đây không nè. Ở đó có một cái xe em dây quại mà không biết dây tới đây không nha. Mình nghĩ chắc không đâu. Đây anh em coi. Không, nó thấy không? Thấy mà. Thấy hơi mèo quá. Rồi. Thì anh em cái đụm trong là đụm bằng nhôm nha anh em. Nhôm, niền ngoài niền 14. Niền sắt 14 của xe máy nha. Niền của xe Mio đúng không nè. Mio. Căm này cũng căm xe máy anh em. Căm khá là bự luôn á. Đây. Đĩa là đĩa kiểu nha. Đĩa kiển. Khá đẹp luôn á. Rồi. Về gắn vô em. Ok. Về gắn vô lên là hơi bị chiến luôn á. Bánh này 18 inch hả anh? 18 inch. Nó bằng bánh 18 inch của xe điện em. Bằng 18 inch của xe điện luôn. Thì em này gắn cái bánh này là về phải phay cái con heo lại anh em, phay mặt trong lại nha. Anh em thấy mặt trong nó hơi khít luôn nè. Đây mặt trong anh em coi nè. Nó khít gịch luôn á, cái này là xém đụng luôn nè. Nó cách chưa được nửa cái tâm nữa. Đó. Phải phay cái mặt trong của heo lại anh em. Lấy máy phay cái mặt của heo lại gắn vừa nha. Ốc Sarja. Dàn này thì anh em thấy đi được 7 bình giam. Anh em thấy một cái bình nhỏ này nữa không? Bình nhỏ đây nè. Bình nhỏ đây để xài quạt anh em. Quạt, đèn. Đèn đít nè, quạt với đèn đít. Xài điện hướng 12V lắm nha. Cái nào 12V thì em mới xài điện ngay gầy luôn. Đây, có một cái bình nhỏ để đây nè. Đó. Mình thấy đây có công tắc gì nè. Ủa công tắc này có cái gì vậy ta? Quạt hả? À, cái giác quạt chó anh em. Ồ, chiếc quạt gió nha. Thì anh em thấy một cái da cố sườn này nữa nha. Đây. Có một cái cây nhỏ vậy, sắt da cố sườn đây nè. Cây làm lại nha anh em. Và cái khung bình này thì được chế là đựng bình anh em. Đây. Hàng vô cái sườn luôn nha. Đây anh em thấy hàng trên đây và hàng phía dưới đây. Và hàng hai miếng chổi chỗ này thành một cái đồ chổi bình. Đó. Vì điện em đi bao nhiêu chấm mà bự dữ ạ? 8 chấm. Đi 5 chấm nó chảy, kéo hậu nó chảy. Chảy, cái này 5 chấm chịu nổi nha anh em. Đây. 600V luôn. Vì điện này hơi dữ luôn á. 8 chấm anh em. Ủa em chạy bình em có bị nóng không? Không.
hết điện kéo mới. À, bên này chắc còn ổn anh em. Mới, bên mới. Nổi lên pin xong rồi chắc có thể là em bán bình lại đó nè. Bán luôn 3.8 triệu. 3.8 triệu hả? À, 3.8 triệu nghe anh em là có mua thì không mua nha anh em. Em này đặt pin nghĩ chắc vài bữa cũng có rồi, có pin đó anh em. Có pin là anh nghĩ là cái thùng em phải tháo ra bỏ nè. Hàng không mới. Ờ. Tháo ra bỏ. Không, em cần tháo ra bỏ cái em hàng cái bát ra cái để pin cái em cặp cái cọng mà dây hiếc gì đó anh em. Vô đây cái hàng cái bắt ốc rồi là xong, ok nha. Lại pin nó dễ lắm em, nó liền với nhau hết á, không khói á. Anh em thấy gì lỗi không? Gì lỗi em thấy hơi bị tế luôn á. Cái lỗi cái kích nha, dây 3G nha anh em. Đây. Bánh này thì motor 5000W nè, Yuma 5000W. 5000W đây. 5000W nè, 72V 5000W, 50H. 50H là từ 5cm nha anh em. Còn 40H là từ 4 xăng nha, 50H là từ 5 xăng. Đây motor Yuma nè, Yuma motor nè. Đó, có tem nè. Bánh này em mày cũng mới mua nè. Anh em thấy cái vỏ này giống cái vỏ xe máy cài không? Xe tăng á anh em. Siêu to khổng lồ nha. Ủa sao em lên vỏ bự dữ hả? Sợ xáy. Sợ xáy anh em. Đó, bánh này thì thấy bánh này hổm hình như có mấy video trước mình có test với trên ủa không lẽ cái combo là combo này luôn ta? Đúng rồi. Nhưng mà hình như cái bánh này luôn, bánh này combo này luôn anh em. Trên cái xe mà đầy găng nhôm hồi lúc tập cái mấy cái clip trước anh em, mình test trên cái đường găng nhôm mà chạy pin Tuấn Thịnh á. Thì chạy combo thế này nè. Bánh 5000W này luôn. Cái gốp này em chạy nó có hơi hắn gì không? Không. Không à. Khá ok luôn. Là lúc đầu là trên sườn nhôm là anh Thịnh nói là nó sấy. Ừ. Xong khắc phục là em đi vỏ lớn. Vỏ lớn. Đi vỏ lớn là nó xem nó sấy. Nó sấy mà nó bốc đầu đúng không? Ờ, má nó đeo sấy mà nó bốc đầu là một chuyện. Dạ, phải giải quyết vấn đề mà nó bốc đầu. Ê, bây giờ anh nghĩ về em mua cục sắt cỡ chừng 50kg á. Em hàng ở dưới cỡ nặng như thế nè, nó không bốc nữa. Em nữa là cho cục bình nhỏ lên cốp này, cho nặng lại xíu. À. Không, mà em nghĩ em để cái đồ trên đây chắc có nghĩ là nó có thể nó không đầm bằng á. Có thể cái cổ hơi nặng lại á. Đúng rồi, cổ sẽ nặng hơn. Mà mới chạy thì nó đầm hơn không nha em. Tại trên đây thì nó nặng nặng chứ thì sợ nó chạy không đầm á. Tại lúc đầu chưa gắn này mới sáng là gây gắn. Ờ. Tay hắn ở đây gắt kim boy hả? Dạ. Gắt kim boy anh em, đây. Ngâm sỉ. Gắt kim boy. Đây găm bồ. Sao giờ em quấn kia cano núi này hả? Bữa hổm siết bát chặt quá gãy luôn. Bữa. Siết bát chặt. Siết xong đặt về định đặt về rồi hả lên đây mà hôm nay rảnh lên luôn. Quá dữ anh em ơi. Cầm này là cầm Taiga Daytona ha. Đây là Daytona anh em, Daytona. Đó. Cụm này nó dặn kệ em ta. Không phải không? Dạ, không. Cụm này cụm zin đây, cụm zin nhưng mà gắn hai cái bao tay vô nha. Đó. Phột này đi phục ô liền em, ô liền. Một cặp phục ô liền. Mình quay cho anh em mấy quạt chó hú nãy giờ nè. Thấy em này chế hay quạt chó nhiều á. Đây cái bự lắm anh em. Em này khoan, anh em thấy khoan một cái lỗ ở dưới đây nè. Quạt chó này, đây, bự ngang hết xe luôn á. Đây. Em bật luôn cái đèn màu là thử đây, đèn màu nè. Ủa cứ lộn cái quạt giống màu chứ anh em. Đây, quạt giống màu cháy luôn nha. Hai cái luôn tản nhiệt cho bon anh em. Cái này là đi ESU nha, chút mình sẽ dở anh em coi ESU sao. Thì em mới chế một cái đèn chớp nè. Em qua cái này, em qua một con Sina đúng không ta? Không, còn quá gì hết trơn á. Nó có đèn sẵn luôn không? Nó sẽ đưa cái bóng mình rồi mình sẽ chập lên cực âm của nó với cực dương mà ở bên mé đồng hồ, mé của cái đèn á thì nó sẽ chớp được. À. Ừ, lỗi. Hả, à, này em chớp này anh em. Rồi đèn F1. Đó, anh em thấy đèn chớp liên tục luôn nha. Rồi bây giờ tới phần dở yên cho anh em khám phá nội công ở trong nha. Hả? Wow. Cục trong suốt ta. Không toàn. Cục này cục gì á, thấy lạ ta, anh tụ nhiều dữ đại. Dụ đặng đi vậy. Ơi, tụ quá chạy luôn nè ông nội ơi. Này chắc 100 mét. Cái này em chọt tụ ghê hay gì vậy? Có chọt tụ ghê không? Dạ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây này, đây 6 con. Đây 6 con này, anh em thấy một nhùi tụ đây nè. 13 con gì vậy? Mình nghĩ là chắc là bài đầy tụ gì vậy anh em ơi. Khá dữ luôn á. Còn giấu ở trong cái quần này, vài chục cục nữa. Ghê em lại. Ê, còn giấu 2 chiếc cúc rồi nhờ em lại. Về lấy 2 chiếc cúc gắn vô nha anh em.
Thì cái con này là con ABT 660 nha anh em. ABT 660. Con này thấy ga là khá là dữ luôn á, khá là nhảy luôn á. Đây 3 giờ pha thì lên đây đây anh em. Thấy em mày về. Anh em thấy cái vỏ gia cố sườn của không? Đây nè. Hàng mà lại đây. Chỗ cứng phần này nha anh em. Gia cố sườn quá. Bên đây cũng vậy luôn. Ủa dưới phần này em có gia cố không ta? Có gia cố cặp theo mà, có nhảy. Kẹp xuống. Kẹp theo luôn rồi ở dưới đây nè. Anh thấy không có mối hẹn trong đây nè là. Đâu coi thử coi. Khám phá thử coi. Anh nhìn trong mấy này. À. Là nó sẽ có miếng xéo đi lên phải không? Mình cặp thêm một miếng nữa là hai miếng gấp đôi lên là bốn miếng nữa. Bốn miếng ha. Dạ. Thì cái có gia cố sườn lại nha anh em. Ở trong cái cổ này cũng có gia cố. Ở dưới đây cũng có gia cố. Ừ. Xe này em mới có gia cố lại nha. Nói chung là gia cố full xe. Đó. Chỗ nào có thể gia cố là gia cố hết. Chỗ cứng anh em, tại cái sườn này nó cũng hơi nhẹ anh em, gia cố nó nặng hơn nào thì nó nặng nó cứng hơn thì nó có thể nó đậm hơn được một miếng nào đó phần đó nha anh em. Tầm 2,5 kg sắt. 2,5 kg sắt hả? Giờ em chơi em bỏ chị vô hóng sườn là bít luôn à, nặng tới vậy quá. Hai sườn này em mới chạy hơi bị nóng nha anh em. Nên cố gắng gọi tản nhiệt nha. Đi pin hết nóng. Đi pin này có thể hết nóng anh em, pin cái nguồn à. Anh em biết cái nhiều khi cái bình anh em bị yếu á. Cái nguồn điện mà anh em dặn nó rơi qua nó bị chập chờn là ECU bị dẫn bị nóng nha. Còn mà cái nguồn pin nó mạnh nó ổn định á, nó chạy ổn định là nó ít bị nóng hơn, nó mát hơn luôn á. Bảo mình đi bình nó bị nóng nhưng mà đi pin lại nó hết nóng. Mình tưởng đi pin là chắc có thể là nó cháy ECU luôn á, nhưng mà nó lại không nóng nha. Cũng do nguồn điện. Rồi trong cụ C lạnh tay luôn. Cô quạt gió này nè, lạnh tay đây nè. Quá dữ luôn á. Wow. ABT. Ấm giòn. Để cho em nó quay bánh gì không nha anh em, mình đi động cơ trước nha. Rồi rồi cái chú nó ra rồi mình kêu test. Ai ngồi test chắc mình chạy phía đó vô nha. Chạy phía ngoài vô, chạy phía trong ra. Wow. Gì không nổi. Trời ơi. Giòn không? Ê. Dữ luôn á. Giật ghế hả? Kìa. Yeah. Bệnh thôi là gì thôi đó anh em. Tại giỏi bự nè anh em. Để chú ra xong mình kêu em này test phi sư thử anh em xem nè. Toàn để mình dẹp mấy cái xe gọn gọn vô cái nha anh em. Mình nghĩ chiếc xe đạp mình phải dẹp gọn gọn mới được nha. Rồi. Chiếc xe đạp mình thấy chiếc xe đạp khá giòn đó anh em. Nên mình phải dẫn hết vô đây. Cầm cái đi. Chạy xe là để đó được rồi. Đó. Để gì khách an toàn anh em. Đây rồi chú ra cái đi, cái mình xí cái này chạy vô nè, có an toàn. Chạy từ từ máy, chạy từ máy quay đầu vô. Điện mất đầu rồi đó anh nội. Rồi có chiếc xe đậu nha. Thôi chạy các bạn vô nha. Rồi quay lại đây, quay lại dưới nè. Ôi bộ xe tăng nhộng rồi. Tê. Để vô chiếc xe là tới chạy vô mạng cái ok cái test cho nó thoải mái vậy nè. Xe đi rồi anh em ơi. Từ từ xe đi rồi. Nó đi test ra luôn. Khá giòn á. Tại em này ở dưới Vĩnh Kim em. Vĩnh Kim chạy tới đây đặng điện nó hơi yếu nha nên đề nó không căng như lúc đậy nè. Lúc đèn nhảy đề phê hơn á. Oh. Wow tuyệt vời. Dữ nè em ơi. Mình nghĩ đi y bệnh mà đài được tầm này là thấy ok đó anh em. Nếu mà lên pin là nó sẽ khác nữa nha. Đậu luôn kìa. Quá dữ. Đù. Từ từ ông nội ơi, bay gác kìa ông nội ơi. Để em quay xuống đây quá ha. Ôi ôi. Quá đã luôn. Khá là ok nha anh em. Ai mai mốt lên pin là nghĩ chắc nó dữ hơn luôn á. Bye bye. Wow. Để đợt nào em mới lên pin có dẹp đi xuống chung mấy em kia mình quay lại cho test trên pin cho anh em xem thử nha. Trên pin mình nghĩ là tê hơn đó anh em.
Má xé xé vậy thích rồi nè. Ôi ơi, chút chớp kìa. Gái khá dữ luôn, khá phê á. Đây có hình. Đây nè, đây nè. Đây nè, quay nè. Rồi, đúng lắm à. Rồi, đúng lắm rồi. Đây anh em cùng xem. Ôi ôi, tê ông nội. Bánh bự mà anh em thấy đi hơi bị tê luôn á. Ý là đi bánh bự, đi bánh nhỏ sấy ớn hơn nữa. Thấy cũng gặp thiệt. Quá dữ. Hô hô, tuyệt vời. Cái vỏ này vỏ 1.3 anh em. Vỏ 1.3 khá là bự luôn á. Mà nó cũng có gài móc xuống nữa. Trời ơi. Rồi để mình kêu em nó gần Tết để chờ điện về nha anh em. Dặn bắt đầu, dặn bắt đầu ghê tại. Dặn lên đầu, dặn lên đầu kìa. Quá dữ luôn. Rồi đi đậu 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 xe đi. Thì cấu hình này thì đi Yuma 5000W và cục APT 660 nha anh em. Bố phía trước chạy ghê không nội. Phải, em này chơi bố phía trước chạy bánh sao em. Tới chuyện thiệt. Thì bố phía trước có ăn được. Giống như là bố phía trước là nó sẽ bị bốc đầu lên, nó loạn. Đúng rồi. Để em này lỡ lên pin xong có dịp đi xuống nói chung mấy em nào quay cho test trên pin cho anh em xem thử nha. Ai trên pin chắc nhảy chắc hơi bị tế luôn á. Sợ em làm nổi luôn chứ. Nóng không? Hơi nóng mà vậy. Không giòn. Đù với à. Sớm cực, sớm cực cái nó nóng với ông nội. Đấy, nóng không? Đủ. Ê, em đố anh. Em anh đố em đụng góc mà được 5 giây luôn á, thiệt luôn á. Không giòn đâu. Không giòn đâu. Từ từ. Ê, dám để lên mít lên khác luôn xì nữa, thiệt luôn á. Kìa, anh em nè, anh em chờ đợi xem nó mít như thế nào nè. Nè. Mít xe lủng. Nè. Kìa. Nóng quá chạy nó mít luôn. Nóng lắm em ơi, hơi nóng nha. Cái này ngoài chạy từ đây về dưới Vĩnh Kim là mình đem ra mình nướng thịt bò được luôn. Trời ơi, nóng lên chuyện luôn. Bám quá anh em ơi. Quá nhắc. Gì đấy? Gì đấy? Gì hả? Chấm hỏi. Nổ. Gì đấy? Trời ơi, có gì không lại ơi. Nổ quá. Không phải. Chứ sao không? Tại bữa hổm chạy cục 150 ớt. Nó bị chạm dây điện. Chạm dây điện. Đúng. Đúng. Ghê ông nội. Ê, đang chạy cháy yên không nha. Nó không phải gọi là chạm dây điện nữa mà dặn áo kiểu như dây pha gì phải không? Cái bánh này từ từ thì nó không sao mà bánh này kéo dữ quá, giống như cục này cục 150 ớt á, nó xả không nổi. Nó nổ bùm. Thôi thôi. Bị hơn một cộng nguồn với hai cộng pha. Mấy người đi xung quanh đứng hình mất 5 giây. Nổ luôn hả, ghê hả? Túi lửa không? Xong ai cũng nhịn cho. Nổ xong rồi chỗ này bốc khói. Bắn lửa rồi. Giữ luôn em mình. Thì nổ xong thì anh em biết cái kết là với bọn nha em. Không biết để bộ sao đó mà không biết nha, nhưng mà khá là ok á. Lúc đó con thằng này kè. À có xem đài vô khá là ok quá anh em. Không có kén. Quá dữ luôn. Mình xin được tạm dừng kết thúc clip tại đây nha anh em. Anh em thấy combo khá là chắc không? Tính nha, đi bình mà chạy gì cũng khá ok bọn. Bởi vì bình này mình nặng với lại vỏ lớn á. Đi bình là chạy được tầm này cũng thấy ngon rồi anh em. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem hết clip của mình. Anh em hãy hay nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video để ủng hộ mình. Cảm ơn mình cả anh em. Hẹn gặp anh em những clip sau nha. Đợt nào có dịp sau lên pin thì test cho anh em xem nha. Lên pin chắc mình nghĩ em này chắc không dám test đâu anh em ơi. Tôi cho tổng bay hơn má ông nội. Tôi cho này hái test.